Rồi bây giờ anh em đội Phiên Hải chuẩn bị bắt đối tượng cống cống hình đĩa hình xét đĩa thì bây giờ anh em sẽ ấy trước khi đi anh em phải quay số xe đi tiền lại đây vết gì xám xi ẩn lục sách bạc cậu sập để bây giờ bây giờ phải qua trước khi đi phải quay số đi lại với bà con đó bà con của bác đội Phiên Hải là phải làm cho bài bản không bài bản là không được vâng đó, phải bài bản. Rồi em gái em cho anh hỏi này, em nhiêu tuổi rồi? Dạ em 18. 18 à? Ừ. Rồi hôm nay em đến đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương cái gì mà tiền tề le cả đây em? Dạ em nhờ tại vì có một cái người tung video tung hình ảnh của em đòi tung em lên cho mọi người biết đó. Đó là cống tiền nhiêu? Dạ tống em lúc đầu là tống 10 triệu nhưng mà nếu sau 12 giờ thì sẽ tống 15 triệu nhưng mà bây giờ giảm xuống còn 10 triệu. À, giảm 10 triệu đúng rồi, em xin được giảm 10 triệu với đây hình như gọi là phim xét đúng không? Dạ. Rồi bây giờ anh em trên đường bắt đầu lên sang bắt giúp em nhé. Rồi đi đi. Cái trường hợp anh em mà bắt em sẽ xử lý theo công an đúng không? Giao ngay luôn nha, giao ngay là không có ấy nha. Tống tiền đúng không? Rồi rồi. 10 triệu này là cho truy tố rồi nha. Rồi em quê quán ở đâu? Dạ em quê quán Củ Chi. Em mười mấy tuổi rồi? Dạ em 18. 18 à. Rồi được rồi anh em giúp em nhé. Sau rồi cảnh giác nhé. Rồi phải giết anh em lên đường đi. Đi 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 lên đường đi. Lên đường công quân nè. Đâu 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 đó đó bà rồi đi rồi 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 anh em chuẩn bị đi bắt đối tượng cống hình anh em chuẩn bị đi anh em sẽ giúp người dân trình báo là bắt liền rồi đi nè đi rồi anh rồi bây giờ anh em đến thành phố Hồ Chí Minh anh em là đang đi theo dõi đối tượng để bắt giao cho công an gần nhất nha bà con. Bây giờ anh em đội Phiên Hải đang ở quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Anh em là đang trên đường đi theo dõi đối tượng rồi. Bây giờ anh hỏi em nè, em tên gì? Ở đây có em phường, đi cơ phường để giùm đi. Dạ vâng, chú tiền công an đi. Rồi em tên gì? Em tên gì? Đi cơ phường để giùm đi. Không chạy này đâu nghe không? Không chạy là hồi chốt. Hồi chốt à? Hồi chốt bắt sống nha. Bắt sống quả tang luôn, em nhận người ta. Em nhận người ta. Không, em. Chú mời cháu một cái đấy. Nhưng mà nghe nè. Nè. Em nhận 15 triệu. Quay phim hết rồi. Em nhận 15 triệu. Em không lấy tiền, chú đọc tin nhắn đi. Đọc, em nhận tiền của người ta nghe không? Quay hết rồi, để camera hết rồi. Quay hết rồi. Cảm ơn Không, để điều tra ai đã. Không biết ai đi em phụ đi, em phụ đi. Trong khách sạn hả?
Thì mình em thì mình nói là xóa, mình xóa cái bàn mà có lấy tiền không? Xóa bạn, tôi ghi, tao ghi hết rồi, anh em ghi hết rồi, anh nói rồi, anh nói quẹt anh bỏ, xin lỗi này quẹt, xin lỗi này quẹt, anh bỏ chứ đừng làm vậy. Nhưng mà tiền lúc đó, tiền lúc đó quẹt, xin lỗi được anh bỏ, xin lỗi quẹt, xin lỗi rồi, tôi cùng em đường hoa này, ở đây đâu nhau, tiếng em bỏ đây giùm em quên. Nó đòi vô khách sạn nữa. Tắt nha. Ở đây đi xa đây. Quầy tắm cuốn em, hai đi kìa anh Kha.
đến phút cuối nó còn đòi em nhất quyết là phải vô khách sạn với nó. Có phụ bấy nằm chỗ đâu nè, vô nè, vô thôi, lẹ dừng lại nữa, đi 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 đi. Phụ bấy nằm đâu, phụ bấy nằm đâu, hỏi người ta xem nào, phụ bấy nằm đâu. Ở sẵn coi phường 7 đi, phường 7 Công an phường 7 em ơi, qua mất phường 7 anh Tấn. À Tấn thì sao đấy, hay cái ké luôn rồi. Không phải bấm lên. Đúng rồi. Hai chị chắc bao nhiêu, chắc bao nhiêu rồi. Ở đây chọn lấy điện cái. Không phải không phải lời rồi, trời. Mày nhập tiền người ta, không, mày đòi người ta, mày đòi vào khách sạn mày đóng vạch người ta, đâu, đòi 15 triệu, cái này cái gì? Không, mà đây là bà nhét vào con. Tao bắt sống mày, tao mở cho mày coi nè, mà đang quay nè. Quay nè, đừng bắt sợ. Đứng xe mày có chạy gì hả? Ừ. Đâu vô khách sạn lấy người ta tiền. Xong mới xóa hình chết, đòi chơi con người ta luôn. Mày bậy, nhỏ mày. Nhỏ mà, không có gì đó. Không ý cái gì đây? Mà chủ đọc tin nhắn là biết mà. Đọc, tao đọc rồi. Nghe bồ nữa nè. Cái tin nhắn từ cái cố của mày đến cái mới bỏ giữ lại hết. Rồi, không phải có đâu. Rồi, chữ đấy. Nè, bố nữa nè. Nghe chưa? Rồi, bây giờ khai xin người ta đi. Biết đứa nào gửi cho mày rồi đó. Xin người ta đi. Tao nghe, đọc cái tin nhắn là tao biết đứa nào. Ê, anh dắt nó ra đi đâu. Rồi, rồi, rồi. Anh sẽ làm việc cái. Đứng ngay đây, giờ khách nào cũng bảo anh. Ông mua thích tin nhắn. Rồi, ra quán khá. Bây giờ, khách đi lại này, đúng là tao khách nào. Đi không có lại chỗ đây, đi lại chỗ đây có cái tạp hóa này, đứng kia đây này, đây đây ơi, quán cà phê nào qua quán mà chỗ tao là quán mà tao không đi được. Con mày chỉ đem con ăn rồi mà là con trình bày chứ mày chỉ làm cái này sao con lấy được. Tám mỏ mày à, nhắc một tám mỏ mày lấy cho mày nhỏ. Mày quen nguồn mày, gốc mày bây giờ mày xin người ta, à. Mày nhận tiền rồi, mày nói mày xóa hình xét của người ta là mày sai rồi. Nhận tiền gì? Nhận tiền rồi đấy. Mày sai rồi, bây giờ xin lỗi người ta. Nói người ta đàng hoàng, người ta tha. Người ta bắt lại cho. Cầm đi. Mở 784 cuốn á. Không giỡn đâu, mới cho mày thằng đi, mày cho mày mở cho mình nè. Đây. Xem nè, không giỡn. Mới cho mày, mới ở Gò Vấp này, mới bắt ra thằng đứa bằng bình giống mày nè. Nó dốc mày, bằng đây không phải nó dốc mày đâu. Nha, yeah. Quảng Bình quê ta này, 18 tuổi này, hôm qua sinh viên này. À, đây đúng chưa? Đúng chưa? Có gì thì sai hết. Cứ ngồi đừng để chuyện một mình. Đúng chưa? Chuyện mình nó tội nó hành lắm, nghe chưa? Xin người ta nhận người ta đàng hoàng, nói chuyện mày sai thì mày ha. Sửa, cho mày cơ hội. Chứ mày sẽ ấy xe cô ấy kìa. Đẩy xe ra, đẩy xe ra. Nó ngu lắm nha. Đẩy xe. Ở đây khó quá. Nhưng mày lấy tiền người ta, mày xóa hết không ai. Thôi, mày có nhắn tiền lấy tiền hết à? Mày đừng ấy, nhắn tiền lên rồi. Thôi, clip mày lấy tiền bỏ vô túi rồi. Chưa gặp thằng nào ngoan cố giống mày á. Thôi cho nó đi một khúc luôn đi. À, lúc đầu xin lỗi ta tha. Bỏ chạy quen nhỏ xíu mà. Nó cấm clip xếp rồi vô khách sạn. Rồi đúng rồi, mà chạy ra đứng trước sạn đây. Cái đồ gì nữa? Má còn để đồ vô đây hay sao kìa? Đâu vô đây được. Nó quậy trong này. Gì? Đầu nói không nói. Xin lỗi ta. Giờ kêu ra xin lỗi giờ đi kêu. Được chưa? Giờ người ta bảo báo quan sao? Lấy nói chiều trước không nghe. Mày tưởng đơn giản à? Lấy nói rồi. Xin đi mà còn tức chạy đi cương quyết. 20 tuổi là đủ rồi. 18 à 16 tuổi là đi rồi. Đó, bây giờ bữa thì em bữa có quan rêu rồi mày sao em đâu cảm đâu. Bây giờ ý em sao để anh nói chuyện cho tổng là con thật sự là có tiền phí là muốn quảng cho một cái bàn cần. Ừ muốn xóa clip nhưng mà tại sao em có clip đó là đứa bạn của em gửi cho em. Bạn nào, bạn tên gì? Alo, trong nhóm đúng không? Thế vậy trong nhóm giờ có bao nhiêu clip? Bốn clip, mỗi một clip bao nhiêu phút? Ê, những cái clip đấy mục đích chính là em giữ cái clip của người ta để làm gì? Dạ, tại sao em có? Trong nhóm này là có cái con trong nhóm mà những ai tên là gì?
Hả? Bắt quen Phường đi. Những ai tên là gì? Hả? Cường với Hùng với ai nữa? Cường với Dũng với Hùng đúng không? Cường với Dũng là hai người, mấy em là ba, thế còn ai nữa là bốn? Ba, còn là ba, hiện nay là ba cái clip đúng không? Của ba người đang giữ đúng không? Thế tụi em có bày cách để lấy tiền người ta không? Hả? Nè, một chút em xin lỗi nó, anh nói nghe hiểu không? Xin lỗi lỡ đồ rồi. Lỡ rồi, lấy nó xin đi. Mày lấy cái tay lùm ra. La này thì vua. Bây giờ xin lỗi bộ nó đi, xin lỗi bộ nó trước đi. Bộ nè. Mình muốn phá clip cho bàn thật mà. Nó đẹp quen. Camera quay này, hai ba camera đây này. Cam quá trời cam. Mày thấy cái Facebook của tao. Không. Hai đứa đó tao làm gì được, hai đứa trên tay rồi đấy. Đấy, thôi chỗ này, nhưng mà bàn của bàn cho bàn gửi clip đó. Thôi nó xin thì tha cho nó đi. Thôi giờ nó nhặt, nó xin lỗi mày tha đi. Xin lỗi mày tha đi. Xin lỗi mày tha. Bộ ra thôi. Bây giờ lỡ lần đầu xin lỗi đi. Nhưng mà mình phải nói hết nguồn gốc này nọ. Nguồn gốc clip là đâu ra? Nguồn gốc là từ người yêu cũ của bàn ấy. Người yêu chẳng người yêu. Tên là gì, đọc rõ tên. Không biết là bàn của mình là thường thường đó là nó kể vậy thôi ạ. Nó kể là tình yêu cũ của bạn là bạn của bồ của nó ấy, xong rồi là gửi cho nhau, xong rồi thằng Cường nó gửi cho mình rồi. Ai gửi hả? Bạn gửi hả? Con đoán ra được ai, con biết ai rồi. Thế con đoán từ đầu luôn rồi. Từ đầu là cái tay ra bắt hết rồi. Bạn tha cho mình á, mình đang bạn cứ để đấy. Để chúng tha cho con nha. Mày chú thì là đăng lên mạng rồi nha. Bây giờ cứ thành thật khai báo đi, nhảy lên. Bữa mày không khai. Sao là công an có lại không? Bé đi xuống đây, vào đây, đứng đây. Em đi vào đây. Mình sẽ kể hết nguồn gốc. Kể nguồn gốc đi. Nhưng mà bà đừng có. Kể nguồn gốc đi. Rồi xin lỗi đi. Bây giờ làm sao xin người ta đi? Giờ nói rõ đầu đuôi như thế nào rồi xin lỗi người ta. Bởi vì là trong nhóm đó nó có con với thằng Cường, với thằng Dũng là nhóm ba người, nhưng mà bồ và thằng Cường là bạn của Nguyễn của bạn này á. Nên nếu của bạn vào Facebook bạn bồ và thằng Cường là Nguyễn Trần Ngọc Trâm đúng không? Thằng như không thằng gì ấy. Nguyễn Thu Hằng ấy. À rồi. Là bạn của người yêu của bạn, xong người yêu của bạn gửi cho nó phải, xong rồi thường nó gửi còn nó ba đứa mình, xong mình có đó là nguồn gốc. Thế bạn em lấy cái clip này mục đích chính là để em làm gì? Em giữ trong người trong máy của em để làm gì? Bởi vì nó gửi trong nhóm nên con vần gì đó chứ con không giữ. Thì tại sao mà em gọi điện em nhắn tin thì người ta phải lấy tiền người ta sao? Dạ, mấy chủ người ta cái chặn làm gì? Lúc đầu là con tính là bởi vì thấy nhưng ai cũng bạn cũng tính ăn người ta đúng không? Từ một cái chặn cũng ăn đúng không? Có mình nói thật đi. Có không? Không có sao đưa cái chặn chi? Đọc tin nhắn là một chuyện, câu chuyện chưa sao, chứ mày nói lúc nãy là một chuyện. Thăng thăng rồi đi mà. Rồi cái chặn là cái gì? Bây giờ chỉ có học lòng thôi. Nói thật đi. Có một nam một nữ nào vô khách sạn chứ để ngồi nói chuyện cả. Hiểu không? Mày lớn rồi, mày lớn tao nữa. Mày cái điều đó là mày cũng không hiểu hả? Hiểu không? Mày hẹn gì? Tao ngon quá hả? Có ngon hay không? Xóa khi mà làm xong thì còn phải xóa hả? Không, nhưng mà mình xóa cho khi ấy nó bán. Ủa tao cũng phải cho em xin mày lắm á mới được á. Chứ sao, khăn khăn đòi đi mà. Rồi mày chở tao đi đâu, sao tao biết được? Không, nhưng mà mình còn nghĩ là mình xóa không được thiệt mà đúng không? Nghe nè, đến cái điểm hẹn mày hẹn tao mà phút chót mày còn đổi thì mày nghĩ tao có tin mày không? Lúc nào cái tuổi anh? Đến cái phút chót mà hẹn tao khách sạn nào mà bây giờ đến cuối cùng khi mày gặp tao mày đổi khách sạn là sao? Khách sạn đây nè. Ủa mình không làm gì sao? Thì mình phải đổi, sợ gì? Nhưng mà tính vô khách sạn này làm gì? Làm gì? Chả nói chuyện gì cả. Vào con nói nguồn gốc cho bạn nghe. Là sao tại sao nói ngồi đường vào quán cà phê mà vô khách sạn để mới nói chuyện được? Khách sạn là kín đúng không? Cởi đồ nói chuyện đúng không? Đúng không? Bây giờ nói chuyện thẳng thắn thì người ta sẽ tha cho. Mệt. Tha thì phải nói thẳng lên người ta mới tha chứ. Xin lỗi đi. Xin đi. Xin bạn gái đi. Bây giờ ý em gái sao có tha không? Bây giờ người ta biết sai rồi xin lỗi đi. Lúc đầu mình vẫn bảo là mình không lấy tiền mình thương bạn là phải không?
mình thương bạn hả? Còn mấy cái clip của người khác nữa. Bạn nói thật. Nhưng mà bây giờ còn mấy clip kia nữa là sao? Trong nhóm là sao kìa? Trong nhóm là con vừa mới xóa là bạn thấy rồi. Trong nhóm là con xóa còn. Bây giờ phải con bây giờ mình phải cái gốc của nó ở đâu? Bây giờ phải gọi mấy cái bạn trong nhóm đi. Còn mấy thằng kia ra. Con nhìn đứa kia thì con thực sự là con không biết là. Không biết mà tại sao con trong nhóm là phải biết tên. Không, con biết nó nhưng mà nó xóa không. Con thì phải gọi nó ra đây. Nếu không cho gọi công an cho đi tù hết. Vâng, con phải gọi nó ra. Được chưa? Gọi ra đây anh em xem trước tha cho. Biết rồi nhưng mà mày cũng phải thực hiện đã. Không, nghe không? Thực hiện đã rồi tính, nghe không? Khi nào anh em thấy thỏa mãn thì mày phải làm đúng đã, thực hiện đúng đó, thì anh em tha. Chứ mày không có quyền thì mày giao kèo được. Được không? Gọi nó có nhau. Nhà nó gần đây không? Nó nhiêu tuổi rồi? Bằng là bao nhiêu? 20. Em đang làm công việc gì? Hả? Sinh viên năm mấy? Sinh viên trường gì? Công nghiệp á? Xong quả này mày tiêu đời luôn. Sinh viên mới làm vậy. Xe 73B1 4997 này. Thua, sinh viên này thua. Sinh viên. Hả? Nó thiệt á. Bây giờ nói chuyện xin người ta đi. Nó thiệt bây giờ mình cũng vừa biết là cái clip đó không phải từ bạn rồi. Có phép là cũng do mình một phần thôi. Nhưng mà mình muốn biết cái nguồn gốc nó từ đâu. Mà nếu bây giờ bạn khoan, nghe mình nói hết đã. Mình nói bây giờ mà không phải bạn á, thì cứ để những người mà liên quan tới clip mà bạn biết á, cho ra mặt hết đi. Ủa, nếu mà bạn không làm, mắc gì bạn phải nhận hết. Lôi đầu tất cả những đứa mà liên quan tới clip đó ra hết đây. Mình nói, bạn để điện thoại lên cái này. Bây giờ chưa đưa điện thoại được. Mình không có giữ điện thoại, bạn nó làm gì hết á. Mình không có cần tiền, cũng không cần tình với bạn, hiểu không? Sao mà bạn sống, mình cũng nghĩ anh em, gia đình của bạn mà bị tung vậy là lên rồi bị gì? Nhưng mà cuối cùng mình không nghĩ là đúng không? Mình rất lâu, mình xém xíu thôi. Mình giữ mối. Mình chính mối hả? Mình giữ mối. Nó bây giờ đưa vô công an đi. Em tạm thời chưa em nhé? Em nói tạm thời chưa? Ok chưa? Rồi, đang làm việc rồi, ok chưa? Rồi, đem ra luôn. Sếp ơi, cái này có chống nước không? Vừa gió quá. Đi được kìa. Cho qua. Chán thân.